Chào tất cả các quý vị. Hôm nay là mùng 9 tháng 1 năm 2023, là âm lịch, của dương lịch là ngày 30 tháng 1 năm 2023, thì chúng tôi bắt đầu khai xuân các cái sản phẩm về nhôm như là trần nhôm, chớp nhôm, rồi lam nhôm chắn nắng. Thì có những các cái sản phẩm chớp nhôm như là chớp nhôm hình thoi, chớp nhôm hình lá niễu, chớp nhôm đầu đạn, chớp nhôm 85C, chớp nhôm 132S. Thì trong quá trình khai xuân thì chúng tôi sẽ lì xì cho 5 đơn hàng đầu tiên. Đấy, 5 đơn hàng đầu tiên áp dụng trong 2 ngày là ngày mùng 9 đến ngày mùng 10, hết ngày mùng 10. Đấy, thì những khách hàng nào mà đặt lam nhôm chắn nắng, chớp nhôm đơn hàng trị giá trên 10 triệu thì được lì xì là 500 nghìn. Đấy, 500.000 gọi là khai xuân. Đấy, thì áp dụng trong 2 ngày là vào ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 1 năm 2023 này, tiếp trong 2 ngày khai xuân đầu năm. Đấy, thì các quý vị có cần hỏi thêm gì thì có thể để lại bình luận bên dưới. Đấy, ngoài những cái sản phẩm về lam nhôm chắn nắng, chớp nhôm thì chúng tôi cung cấp các sản phẩm về cửa cuốn, rồi motor cửa cuốn, rồi lưu điện cửa cuốn. Đấy, thì các cái sản phẩm như là cửa cuốn, rồi motor cửa cuốn, lưu điện cửa cuốn, thời gian vừa qua chúng tôi làm xuyên Tết luôn. Đấy, thì nhiều trường hợp là, ví dụ như là trường hợp là 30 Tết rồi cũng có trường hợp là cửa hỏng không không vào được cửa nhà thì cũng phải qua bên tôi mua motor, hay là mua hộp điều khiển, hay là mua các cái tay điều khiển linh kiện. Đấy, rồi mùng 1 Tết, mùng 2 Tết, mùng 3 Tết, rồi mùng 4, rồi đầu xuân, ngày nào bên chúng tôi cũng có khách hàng nhờ giúp xử lý hoặc là cung cấp các cái vật tư cuốn để sử dụng được cũng như là để mở được. Nên là chương trình khai xuân này chúng tôi áp dụng cho cái sản phẩm chiếc nhôm. Đối với cửa cuốn thì chúng tôi đã có rất là nhiều khách hàng mua hàng rồi, nên là chúng tôi áp dụng cho lan chắn nắng chớp nhôm. Đấy, thì cái nội dung video tôi chia sẻ là các cái vấn đề về 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 chớp nhôm, lan chắn nắng khai xuân thì được khách hàng khai xuân ủng hộ sản phẩm chúng tôi, thì được mỗi đơn thì được lì xì 500 nghìn, áp dụng cho đơn trên 10 triệu và trong thời gian là 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 1 năm 2023 này. Đấy, lấy nội dung video tôi chia sẻ đến đây là kết thúc. Các vị có hỏi thêm gì thì có thể để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới ạ.